nay mình sẽ chia sẻ cái món sách xào với cái tỏi nhé, và dứa với hành tây. Sách xào tỏi này rất là ngon và thơm. Đây các bạn chuẩn bị cho mình vài tép tỏi, các bạn đập dập đi, các bạn phi thơm. Tiếp đến các bạn cho sách đã được thái mỏng ra. Hạt lên dầu hào, muối, một thìa ăn dầu hào, một thìa hạt lên, một cà phê hạt lên, nửa thìa cà phê muối. Đảo đều lên. Tiếp đến các bạn cho cà chua vào sả cầm sách. Chào xào cho sách tái tái thì mình sẽ cho hành tây và dứa. Cho dứa cho hành tây vào chúng ta xào. Các bạn cho mình chút hạt tiêu đấy nhé, rồi hành lá rau răm nếu có, để tắt bếp là được. Gia vị thì tương đối đầy đủ rồi. Quay nhìn ra cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ cho hạt tiêu vào mình cắt tiếp. Thêm chút xíu vị ngọt cho nó ngon. Cắt tiếp, đảo đều cắt tiếp. Mình chúng ta đây có món sách xào này, rất là ngon mà lại đơn giản và hấp dẫn ấy. Sách thì để sơ chế sách thì các bạn về các bạn rửa sạch bóp với muối, với rượu và ít gừng. Sau đó trần qua cho sách nó sạch hết mùi hôi. Sau đó lại rửa sạch lại. Mày ăn thử một miếng nhé. Sách của mình rất là giòn và ngon. Giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.